giờ cứ đợi gì đi, khi nào đông người em mới kéo. Không, em kéo để người ta đi, người ta đi đằng sau lưng. Bây giờ em không kéo, chú quay hết trơn á, mà tao nói đi qua đi lợi cho người. Qua, đi luôn, đó, sát vô đây không cho người ta đi qua cái. Rồi, 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 ok, rồi. Chị ngồi cho ghế này nè, cho chị ngồi đấy. Có cái ghế của này quá hả? Không phải, nhỏ bé quá. Không phải, nhưng mà ngồi nó có cái ghế giữa, nó khỏi. Dạ, em cảm ơn anh Cường. Cường quá ạ. Chịu ý là gặp mà anh chị vui rồi, em thích rồi. Dạ, rất tốt quá. Em cảm ơn. Dạ, em sai gì mấy anh chị cho em. Chị với lại chị Tâm Anh, chị Trâm Anh. Trâm Anh, bạn dễ thương. Rồi, đó, hai người hát. Được, hôm nay có Trâm Anh ở đây nữa. Hát hai người lại cho chú nhất. Em cảm ơn anh. Dạ, anh Linh. Có sao bánh này ngại không? Nhạc quý ở nhà thì nhạc quý. Nhạc máy nó gì đâu rồi. Mấy chị nào cũng tới thì phải kêu bộ gió. Em chào anh là Tấn là Kevin. Bây giờ chương trình đã bắt đầu. Xin mời người đẹp Mộng Thí là MC cùng với em trai Dĩ Cường tối hôm nay. Thì tối hôm nay quý chị biết là đêm nhạc sống, thì một số anh chị còn đang trên đường tới, tại vì hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày rất là đẹp, rồi ngày rất là tuyệt vời. Hôm nay là cũng có vài ba anh chị tới, rồi bỏ đồ ăn cho em, rồi nói chị Cường ơi, cho anh chị đi qua cái bậc ti kia một tiếng đồng hồ xong rồi anh chị sẽ quay lại bên đây đó. Thì em nói ok, thì rất là vui là tại vì được gặp những cái khuôn mặt rất là mới, phải không chị Thí? Hôm nay mình gặp ba khuôn mặt mới rồi đó. Rồi chút nữa anh chị đó thì trong vòng chốc lát sẽ trở lại. Và hôm nay thì cũng khoảng khoảng chừng 4-5 anh chị cũng có những cái khuôn mặt mới sẽ tới hôm nay. Đó thì khi em chỉ cười mời thì vào lúc là 7 giờ tối. Thì quý chị biết thì thường thường Việt Nam mình á thì lúc nào cũng đi trễ khoảng chừng khi là nửa tiếng, mấy khi một tiếng đồng hồ. Cái đó là thì giờ cao su. Cái đó là cái luật thông truyền thống Việt Nam. Gọi là em không biết cái phải gọi cái đó là định mệnh không chị? Mà chắc gì định mệnh cũng trúng không? Định mệnh nó một tại cái từ. Tại vì ai cũng muốn là quan trọng. Yeah. Là đến khi người ta đã bắt đầu. Yeah. Thì Việt Nam mình nói chung thì có rất là nhiều công chuyện em biết, là tại vì khi mà có gia đình là phải còn con cái nè, phải không? Lo chăm sóc cho cha mẹ già, rồi cho cha mẹ già uống thuốc rồi ngủ rồi bắt đầu mới đi được. Là thành thử em biết là có anh chị rất là bận rộn thì họ sẽ tới trễ, nhưng mà trong cái thời gian này thì anh chị em mình cứ vui tươi, và nhạc sĩ cũng đã chuẩn bị rồi đó, thì mọi thứ đều tốt đẹp. Thì bây giờ bắt đầu mình cũng sắp sửa vào chương trình rồi, thì khi bắt đầu sắp sửa chương trình thì chị có đôi lời gì chị muốn nói tất cả với chị không ạ? Thưa Bảo Túc, với lại ý kiến của Duy Cường nãy nói đó, thì hôm nay là cái ngày thứ bảy đầu tiên đi ra ngoài lệ, là mọi khi thứ bảy anh em chơi cũng trong nhóm, hoặc là những cái người nào mà hát hay thì chọn lọc để livestream. Và hôm nay đó là mình tỏa ra cho mọi người đến chơi, thì có lẽ là thứ bảy nhiều chỗ cũng có nhiều party, thành ra có nhiều bạn bè đến hơi muộn. Với chị biết thì bây giờ Duy Cường thì thường thường đi ra cộng đồng rất là nhiều, và cũng rất là bận rộn, thì bây giờ lại thêm một cái trách nhiệm nữa, thì gửi gắm thêm là phải làm một cái chương trình ca nhạc sống đó, thì Kerala Live đó, thì em gọi một cái chương trình buổi tối thứ sáu là karaoke, tối thứ bảy là Kerala Live. Bây giờ mình sẽ tới hai nhóm đó, khi em sẽ em một khi em sẽ gửi thư ra hay là gửi email thì em cũng gửi hai nhóm rất là riêng biệt đó, để cho mình sẽ theo dõi đó. Rồi anh chị bên karaoke thì nhóm 1, còn Kerala Live thì nhóm 2.
hy vọng mà Caroline sẽ thành công. Thì mấy anh chị biết thì Caroline thì rất là phong phú đó, thì rất là anh chị rất là nhiều đó, nhưng mà tại vì hôm nay là cái ngày ngoại lệ, là tại vì Di Cường cũng gửi ra cái thông tin là rất là trễ, không có thường thường đúng ra mình phải gửi ra trước một tháng phải không chị đó, nhưng mà mình cứ em thì rất là bận rộn, đi làm từ thứ hai đến thứ sáu em không có thời gian được, nhưng mà bây giờ thì mình cứ làm tròn trách nhiệm cho một người đứng phía sau lưng em bảo trợ đó, thì em sẽ làm tròn trách nhiệm với cái lời hứa của em. Và sau đây bây giờ chương trình bắt đầu rồi, anh cho em bài nhạc đầu tiên là Cây Cầu Dừa với vũ điệu cha 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 cho vui nhộn, rồi sau đó chị Nhạc Hạ chuẩn bị bài nhạc của mình kế tiếp ạ. Di Cường xin chào tất cả quý anh chị nha. Hôm nay sân khấu nhìn thấy cũng hơi lạ phải không? Tại vì Di Cường cũng mới decoration một chút xíu đó. Cây kêu sâu ngọt tiền
bỏ cuộc chơi, có anh chơi chơi dưới cây cầu dừa, cây cầu dừa sớm nắng chiều mưa. Em bước theo chồng khoe áo hồng, bao kẻ đón đưa, làm sao em nhớ đến cây cầu dừa, nhớ dẹp bóng đứa con hồng sớm trường. Bây giờ em về xa lạ cả người lần quên, bây giờ em về anh buồn với bao kỷ niệm. Cầu dừa vẫn là lối đi chung, em giờ chân bước hay mong lung, cây mẹ trước nhà cây thế sâu ngõ trèo leo cùng người. Cầu dừa vẫn là lối đi chung, em giờ chân bước hay mong lung, cây mẹ trước nhà cây thế sâu ngõ trèo leo cùng người. Cầu dừa vẫn là lối đi chung, em giờ chân bước hay mong lung, cây mẹ trước nhà cây thế sâu ngõ trèo leo cùng người. Cảm ơn tất cả mấy chị. Và sau đây xin mời tất cả mấy chị thưởng thức một nhạc phẩm rất là quen thuộc với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhật Hà, sẽ gửi đến cho tất cả mấy chị Người Yêu Của Linh. Mấy chị với tác giả của Trần Thiện Thanh, xin mời tất cả mấy chị cho người đẹp một tràng pháo tay. Và quý anh chị, tối hôm nay có một nữ ca sĩ rất là đặc biệt, Lisa Đàm, em của nữ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nha quý vị. Về đây hả? Giọng rất là mạnh đó, xin quý anh chị. Và cũng có những cái câu chuyện rất là vui, xin quý anh chị chờ trong chốc lát, người đẹp khi lên ca bài nhạc này sẽ nói những cái câu chuyện vui cho tất cả quý anh chị ạ. Thank you.
đẹp trời xinh. Ai sẽ nhớ em đêm sương lạnh lùng và giữa chốn muôn trùng, ai viết tên em lên tay xưa. Chiều rừng hành quân, ai khẽ nhắc tên em muôn nghìn lần và tương cánh sao gần không đẹp bằng màu mắt dài nhân. Hỡi người trai lính em yêu ơi, hỡi người anh chốn xa xôi, xanh tha màu lá. Có khi em ngỡ rằng mình quen nhau từ kiếp trước, nên bây giờ mơ ước chọn tơ duyên để mà em thề mời. Nếu em không là người yêu của linh, kể chuyện đời lính em nghe. Ai băng gió sương cho em đợi chờ, và những lúc anh về, ai kể chuyện đời lính. Và sau đây xin mời tất cả quý chị thưởng thức một nhạc phẩm Nỗi Buồn Xâm Hạt của ca sĩ Nhật Linh sẽ gửi đến cho tất cả quý chị ạ. Em xin chào chị Giáng Ngọc, khỏe không? Trời, chào chị Giáng Ngọc MC. Em xin chào tình yêu Thanh Quy Hoàng. Em xin chào tình yêu Phúc Đặng. Và xin chào tình yêu Tina Oda. Cái tên rất là đẹp phải không quý chị? Và xin chào tình yêu Vân Thanh, xin chào tình yêu Nguyễn Hồng 77 và xin chào tình yêu Kim Eo. Ai chị Kim Eo chút nữa nhớ tới thăm tụi em nha. Họ đã tới rồi, bỏ đi rồi. Tụi em buồn mấy phút đó, không có thấy chị thì rồi xin chào tình yêu Nguyễn La và xin chào tình yêu chào chị Nhân Trang và chào chị và chào tất cả bên chị. Rồi sau đây xin mời nam ca sĩ Nhật Linh lên với nhạc phẩm Nỗi Buồn Sa Mạc, xin mời tất cả quý chị thưởng thức nhé. Nhờ nữ MC Giáng Ngọc lo cho em tác giả Nỗi Buồn Sa Mạc giùm em nha. Nhật Linh xin gửi lời chào trân trọng hơn quý vị trong tình yêu. Thank you.
Yêu anh hơn anh,
sông nước mãi trôi cánh mình. Cuộc tình ta thiết tha hơn ngàn trùng như sông nước mãi trôi trắng ngần. Cuộc tình ta thiết tha hơn ngàn trùng dương. Và sau đây xin mời nữ ca sĩ em của Đàm Vĩnh Hưng lên với lên tâm tình cùng với tất cả quý chị Lisa Đàm. Lisa Đàm là em của Đàm Vĩnh Hưng, giọng rất là mạnh và rất là, nói khi mà nghe Đàm Vĩnh Hưng ca thì quý chị biết là không có phân biệt được. Đó, đây là em ruột nha. Đó, Lisa Đàm sẽ mà mời người đẹp lên đây. Đó, lên đây có Lisa Đàm sẽ có cái nhiều chuyện vui lắm. Đó, bây giờ trước khi mà Lisa Đàm ca một cái câu bài hát thì Lisa Đàm có thể kể cho anh chị đây nghe một cái câu chuyện rất là vui khoảng chừng 1-2 phút được không? Trước khi mình ca một bài đó. Rồi. Lời đầu tiên nhé là Lisa xin được một gửi một lời chào trân trọng nhất đến tất cả mọi người đang xem livestream này. Hôm nay rất là được, rất là vui khi được anh Cường, anh Vinh mời đến tham dự gia đình của các anh chị. Đó là một niềm vinh dự của em. Và một vinh dự nữa là em được quen biết với nhạc sĩ Hoàng, là một cái thân hình của em. Em xin chào nhạc sĩ. Thì như thể theo lời yêu cầu của anh Cường thì Lisa sẽ kể một câu chuyện vui nha, để giúp vui cho các cho mọi người đêm hôm nay. Thì câu chuyện này thì nói về có hai vợ chồng nọ ban đêm nằm ngủ với nhau, thì anh chồng mơ, không biết mơ một giấc mơ gì hải hùng như thế nào mà anh la dữ lắm, một tiếng la thét lên như vậy. Người vợ mới nói là đánh anh vậy, đánh anh. Thì anh giật mình vậy, cái vợ mới nói là bà xã, mới nói ông xã ơi, anh mơ cái gì, anh mơ ông bộ anh mơ cái ác mộng mà sao anh la dữ vậy. Thì anh chồng mới nói là ôi trời ơi, hải hùng quá em ơi, hải hùng quá, anh mơ một giấc mơ, một ác mộng anh ạ. Hỏi anh mơ gì vậy, kể cho anh nghe đi. Thì anh chồng mới nói là ôi trời ơi, anh mơ thấy anh từ trên núi cao kia mà anh rớt xuống, tự nhiên anh rớt từ trên núi cao xuống như vậy, anh tới với không biết làm sao, thì anh quơ đại quơ tay quơ thì hồi hay quá em ơi, anh chụp được một bụi cỏ em à, anh chụp hay quá, chụp được bụi cỏ thì anh nắm cứ bụi cỏ thật là cứng luôn, và em ơi, và nhờ bụi cỏ mà anh thoát chết đó. Thì lúc đó em kêu anh dậy rồi đó, tự nhiên anh dậy, trời hên quá em ơi, xui nhưng mà quá hên luôn đó em, như vậy là anh được sống rồi. Thì bà xã mới nói là ông xã bình tĩnh lại đi, bây giờ anh đã thấy khỏe chưa, đó hết sợ chưa. Ông nói giờ bây giờ đỡ rồi em, hết sợ rồi, qua rồi phải không, tất cả qua rồi, vậy thì làm ơn anh buôn giùm cái bụi cỏ ra đi anh ơi, em đau quá rồi. Và sau đây Lisa xin trình bày một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Bài hát được mang tên Mơ Về Nơi Xa Lắm. Mời tất cả mọi người cùng thưởng thức. Cảm ơn. Thank you.
một mình anh, một mình ta. Tiên lá rơi vô tình bên sông Hồ. Anh bơ vơ, ta thân thờ mong nhớ. Một giọt sương rơi so much. Chị Lisa hát quá hay. Và
Em có Đàm Vĩnh Hưng mà sao không hay được, trời ơi. Chị có cái nét Tây Phương, chị có like không? À vâng, đi xà like một nữa. Dạ, mẹ, bố là Mỹ, mẹ là Việt Nam. Ok. Quý vị cứ nắng lại, Lisa còn có nhiều chuyện vui nữa. Đó, kể cho tất cả quý anh chị cùng nghe nha. Thank you. Và thưa quý vị, người sắp tới là anh Kha sẽ hát bài gì hả? Cuối đời cho nhau ạ. Xin mời anh. Quý chị hôm nay cùng đón một anh trai rất là quen thuộc, nhưng mà tại vì bận rộn công việc nên anh không có đến được. Và hôm nay là anh đến chung vui với gia đình nhà em. Đó là một điều mình rất là vui mừng ạ. Hy vọng anh đến nhiều hơn với chúng mình. Không thì anh sẽ là member rồi, thì sẽ tới thường xuyên. Đó thì quý chị, đó thì từng tới quý chị, mình có đồng ý là mình chơi cái chủ đề là về mẹ không? Thì cũng ngày thứ bảy nha. Rồi chủ đề về mẹ thì mấy chị cứ thắt cho em cái những cái bài về mẹ, rồi em sẽ thắt cho nhạc sĩ Hoàng. Rồi từng tới thì có thể mình chơi nhà mẹ anh Vinh. Đó thì nó sẽ có mẹ anh Vinh luôn, rồi tâm tình cùng mẹ luôn. Mẹ Vinh là cũng là 90 mấy tuổi rồi. Chị Lisa nhớ tới thăm mẹ nha. Thưa quý vị, đây là anh Hà. Hãy subscribe.
Và sau đây xin mời nam ca sĩ Hồng Vinh lên với nhạc phẩm của mình. Biết chị biết Hồng Vinh thì thích hát những cái bài nhạc tới giờ cuối. Ngay cả Hồng Vinh và ngay cả em Duy Cường và chị Mộng Thí cũng không biết Hồng Vinh ca bài gì. Thành ra Hồng Vinh thích bài gì anh chàng cứ ca bài đó, ca theo cái thể loại anh chị em trên Facebook yêu cầu nhạc phẩm của Hồng Vinh thì Hồng Vinh sẽ ca những tác phẩm với anh chị yêu cầu ạ. Thấy đi ra đây là mình ngại ngùng, tự nhiên ngại ngùng không biết tại sao. Nhạc lời tình buồn anh đi rồi còn ai vun đắp lời tình thơm sách vở học trò. Đêm xuống rồi em buồn không hời, trời xa mù tầm tay với âu lo. Anh đi rồi còn ai đưa đón tôi hai mươi vòng tay níu gọi ngôn ngữ nào ai nói yêu thương. Anh đi rồi còn ai tình tư đến dòng xuống ơ thơ. Anh đi rồi còn ai tình tư đến đây chơi tiếng nhớ bơ ngơ phút yêu anh dấu lần quá khứ nụ hôn đầu dừng xuống ơ thơ. Anh đi rồi còn ai tình tư đêm đây trời tiếng nhớ vô ngờ phút yêu anh dấu lần quá khứ nón đầu dùng xuống
Duy Cường xin cảm ơn tình yêu Phương Hướng. Xin chào tình yêu Kim Hoa Đặng. Xin chào tình yêu Long Trần. Và cảm ơn MC Giáng Ngọc đã cho biết nhạc phẩm của bài nhạc Mơ Về Nơi Xa Lắm, nhạc sĩ của Phú Quang và ca sĩ của Đàm, em của Đàm Vĩnh Hưng ạ. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị đã và đang theo dõi. Duy Cường xin kính chúc quý anh chị một ngày cuối tuần vui vẻ bên những người thân thương. Và sau đây xin mời nam ca sĩ trở về sân khấu với bài nhạc của mình. Cho em
chuyện tình không dị vãng đi. Bolero son thứ tempo 84. Xin mời tất cả quý anh chị thưởng thức nhạc phẩm Chuyện tình không dị vãng nha. Tác giả là Tâm Anh. Quý anh chị biết thì tuần sau thì bắt đầu mình có chủ đề về mẹ nha. Thì quý anh chị chuẩn bị giùm em hai bài nhạc để mình vô trong cái chủ đề mình livestream, và sau đó mình hát nhạc tự do thoải mái. Tuần sau là ở nhà mẹ anh Vinh. Anh Nhật Linh còn nhớ tới địa chỉ luôn. Anh nhớ tới địa chỉ. Cảm ơn MC Giáng Ngọc đã cho biết nhạc phẩm Một Người Trong Tình Ái. Đèn soi bóng đêm sương rơi
cảm ơn chị. Và sau đây xin mời tất cả quý anh chị hướng vào sân khấu với một nhạc phẩm, với một chữ thôi. Chữ đó là yêu, mà không biết người đẹp yêu ai nữa. Người đẹp có nhiều người yêu quá mà không biết yêu ai. Xin mời tất cả quý anh chị thưởng thức qua nhạc phẩm do nữ ca sĩ Nhật Hạ sẽ gửi đến cho tất cả quý anh chị. Xin quý anh chị cho người đẹp một tràng hỗ tay nào. Cảm ơn tất cả quý chị đang theo dõi nha. Em xin chào chị Nga Nguyễn, chào tình yêu Linh Nguyễn, và em xin chào tình yêu Tâm Trăng, và em xin chào tất cả quý chị ạ. Một lời chào trân trọng nhất, một lời chào lúc nào cũng kính thương và yêu thương tất cả quý chị ạ. Được tình yêu, lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều. Yêu như khung trời bao la, yêu trong như dòng suối bao, hay yêu là nghe cay đắng. Ngắt nụ hoa vàng biết rằng mình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ xin mời anh Nhật Linh. Thưa quý vị, anh Nhật Linh sẽ trình bày bài Khói Lòng Chiều. Ước gì Thúy biết bài Khó Lòng Chiều để kể chuyện về cái bài hát này cho quý vị, nhưng mà xin chờ cho cái kinh nghiệm. Xin cảm ơn chị Mộng Thúy, Di Cường. Thực ra thì bài hát Khói Lòng Chiều chỉ nói đến tình quê hương. Xin chào quý nghệ nhân, nghệ sĩ trên tình yêu Facebook. Oh.
quý vị, kế tiếp là Mai Vi. Mai Vi sẽ trình bày bản Bây giờ tháng mấy. Nhờ kỹ thuật thành ra Mộng Thúy có kinh nghiệm ngay lập tức. Mộng Thúy có thể nói được cái bài này nó nói về cái gì? Đó là một nỗi buồn lững thững của một cái anh chàng. Không biết nàng giận vì cái gì thì nó mượn gió, mượn mây để diễn tả. Mai Vi sẽ ngâm nga cái nỗi buồn của chàng này. Xin mời tất cả quý anh chị cùng thưởng thức nhạc phẩm Bây giờ tháng mấy. Xin quý anh chị cho người đẹp nữ ca sĩ Mai Vi một tràng pháo tay nha. Xin cảm ơn các bạn. Gia Phạm nói là bây giờ mấy tháng rồi hả em? Nhau một lời thôi, tâm hồn mình đâu.
Rồi với anh chị đây, nếu mà anh chị chuẩn bị chương trình kế tiếp là về mẹ thì cho em biết hai bài về mẹ nha. Thì để cho tất cả quý anh chị em ca sĩ để cho mình lấy bài khỏi trùng bài ạ. Cho tuần tới, thứ bảy tuần tới. Và bây giờ xin mời nữ ca sĩ Lisa Dam, em của Đàm Vĩnh Hưng trở lại sân khấu với một câu chuyện vui nhộn như đã lời hứa. Duy Cường hồi nãy có nói rồi, Lisa Dam sẽ kể tiếp một câu chuyện vui cho tất cả quý anh chị. Đó thì lúc nào người đẹp cũng có 1,000 câu chuyện lần. Nếu mà quý anh chị mà cứ nghe là nghe hoài, nghe hoài, nghe không hết. Mà Duy Cường mỗi lần nghe là nghe rất là thích. Thành thử mỗi lần Lisa Dam hỏi hay Duy Cường ơi, em muốn thích câu chuyện nào? Thì em nói hôm trước thì có ngồi ăn ở nhà hàng với chị Lisa Dam. Thì chị nói chị kể đâu khoảng chừng 15 câu chuyện đó. Đó, và Duy Cường cũng nhớ rất là nhiều. Đó là trong cái thời gian rất là ngắn ngủi, chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Đó, bây giờ thì để cho ca sĩ Lisa Dam sẽ kể cho tất cả quý anh chị trong vòng 1-2 phút thôi. Rồi rồi quý anh chị, rồi bây giờ chuẩn bị microphone xong chưa? Mọi thứ ready chưa? Rồi thì sẽ cảm ơn tất cả quý anh chị đã từ bấy lâu nay đã theo dõi nhà em từ thứ sáu, thứ bảy, và thường thường thì chủ nhật thì tụi em cũng đến nhà chị Mộng Thí. Chị Mộng Thí nấu được ăn rất là ngon. Chị Mộng Thí lên đây nè. Thôi chị Mộng Thí ở đây cứ quay phim đi, không sao đâu. Thì chút nữa thì chị sẽ lên, chị sẽ, chị Mộng Thí có cái đặc biệt là nấu cái món và beef steak rất là tuyệt vời, em ăn ở nơi nào cũng không bằng chị nấu hết trơn. Rất, cái thịt rất là mềm, không hiểu tại sao chị có cái bí quyết gì mà vô cùng là tuyệt diệu. Chắc có lẽ chị giấu nghề, chị còn buôn bán đó với chị, thành thử chị không có muốn đại gia mà, đại gia. Rồi bây giờ nữ ca sĩ Lisa Dam kể cho tất cả quý chị một câu chuyện nữa đi. Họ đang nghe mà, họ đang thích câu chuyện của chị rất là nhiều. Đó. Rồi bây giờ chị anh Cường nữa nè. Lúc nào cũng muốn Lisa ủng hộ chuyện cười của Lisa. Ok, vậy thì Lisa kể thêm một chuyện nha. Anh Cường, chị kể. Ok, Lisa sẽ kể nghe một chuyện cho mọi người nghe, một chuyện là về cắn răng chịu đựng nha. Cắn răng chịu đựng. Cắn răng chịu đựng à? Cái này là chắc chắc cô nàng phải hy sinh cho ông chồng quá. Cắn răng chịu đựng. Tức là bác kia có một con trai, thì cứ một người dâu về sau một thời gian thì con trai của bác qua đời, thì người con dâu mới ở với mẹ chồng, hai mẹ con ở như vậy mà còn rất là trẻ. Xong người mẹ cứ lúc nào cũng khuyên con gái, con dâu của mình là: con ơi, mình là thân phận một người đàn bà Việt Nam, khi mình lấy chồng là mình phải theo chồng. Chồng của mình chết đi thì mình phải ở như vậy để thờ chồng. Dù cho mình có muốn bước tới một bước nữa, nhưng mà mình lúc nào cũng phải cắn răng chịu đựng, cắn răng chịu đựng. Okay. Không thể nào đi thêm một bước nữa để giữ cái đạo với người vợ, với chồng của mình. Thì người con dâu rất là ngoan hiền, nghe lời của mẹ chồng lắm. Có bao nhiêu là người đến để mà muốn để làm đến với chị, nhưng mà chị vẫn lúc nào cũng từ chối, tại vì nghĩ thế lời của mẹ chồng không được đi thêm bước nữa để ở như vậy. Thì sau một thời gian thì chị thấy mẹ chồng của mình cũng giống như mình, cũng không có chồng, chồng bà cũng đã qua đời lâu, mà cũng cắn răng chịu đựng, thì mình cũng không dám. Thì tuy nhiên một thời gian sau thấy mẹ, người mẹ chồng của mình lại có một người yêu. Có một người yêu thì con này, cô nói là: ôi sao mẹ dạy mình là không được như vậy, mà tại sao mẹ lại có người yêu? Tại sao vậy? Thì cô hôm cô mới nói, thấy mẹ đang vui thì cô mới nói: ôi mẹ ơi, cho con hỏi mẹ một câu nha mẹ, tại sao mà mẹ lúc nào cũng dạy con là chồng con mất rồi con phải cắn răng chịu đựng, không được đi thêm bước nữa, không được có người yêu, mà tại sao bây giờ con lại thấy mẹ lại không giữ như vậy mà mẹ lại có người yêu? Thì bà mẹ mới nói với cô rằng: ôi trời ơi con ơi, sao mày khờ thế à con? Mày, mẹ nói đây á, là mày, mẹ nói cho mày thôi, chứ mẹ già rồi làm gì còn răng mà cắn hả? Lisa cảm ơn mọi người, cảm ơn các anh chị. Và bây giờ Lisa xin gửi đến tất cả các anh chị, các ở đây và
đình của Thi Sà đây và tất cả các anh chị trên Facebook đang xem livestream một bài hát của nhạc sĩ Diệu Hương. Bài hát được mang tên Vì Đó Là Em. Đó
cảm ơn các anh chị, chúc mọi người một đêm thật là vui vẻ và ngủ ngon, có những mơ đẹp nha. Cảm ơn nữ ca sĩ Ly Đàm rất là nhiều nha. Quý anh chị thấy không, người thì giống lúc nào cũng giống như baby hết trơn á, lúc nào trên đôi môi cũng cười tươi hết trơn á. Đó, thành thử khi nào mà Tết Việt Nam thì chị phải qua sông nhà giùm em nha, đẹp nhất hơn nha. Tấm thanh nhỏ bé xin chào đại gia đình. Và sau đây xin mời tất cả quý chị hướng vào sân khấu với nhạc phẩm Để Quên Con Tim do nam ca sĩ Minh Kha sẽ gửi đến cho tất cả quý chị. Hôm nay em đổi tên luôn là Minh Kha nha, từ nay về sau anh cứ ra ngồi cộng đồng thì là tên là Minh Kha, tên rất là đẹp ạ. Tên rất là nghệ sĩ phải không? Xin mời nam ca sĩ Minh Kha cho tất cả quý anh chị nhạc phẩm Để Quên Con Tim. Xin tất cả quý anh chị cùng thưởng thức nhé. Và sau tuần tới thì Duy Cường với anh chị thưởng thức vào đêm thứ bảy thì nhạc phẩm chủ đề về mẹ. Xin tất cả quý anh chị cùng đón xem nha. Và bây giờ chị Mộng Thí đâu rồi? Lên đây để chúng ta cùng có thể nói chuyện phỏng vấn anh ca sĩ Minh Kha là một member mới đã. Mong rằng anh Minh Kha sẽ tới hàng tuần vào ngày thứ bảy và chủ đề tuần tới là mẹ nha. Thì anh Minh Kha có thể cho biết hai bài nhạc về mẹ để mình tiếp tục chương trình vào tuần thứ bảy nha. Nếu mà không có gì trở ngại, tại vì bây giờ mình đâu biết ngày sau, nhưng mà có gì ngại thì tôi hát một bài, tôi biết một bài thôi để mẹ. Nhiều bài nhưng mà tôi sẽ đụng như đụng hàng. Không sao đâu, anh bây giờ từ đây cho đến một tuần, thành thử em phải cho biết anh một tuần để cho anh suy nghĩ. Em sẽ gửi bài nhạc ra cho tất cả các ca sĩ không đụng bài nhạc, thành ra anh không có lo. Anh cứ về tối hôm nay cho đến một tuần đụng sẽ tính sau. Rồi, xin tất cả mấy chị thưởng thức nhạc phẩm Để Quên Con Tim do nam ca sĩ Minh Kha xin gửi đến cho tất cả mấy chị ạ. Xin chào anh. Thank you.
chiều ca đi, cô đơn từng cơn giá rời. Đường này xa em, bao bước chạm trao cơn em. Ngày rời Paris, anh qua để quên con tim. Ngày rời Paris, anh qua để quên con tim. Quá tuyệt vời, cảm ơn tất cả quý anh chị đã có lời khen hôm nay. Âm thanh tuyệt vời mà ca sĩ ai hát hát cũng hay hết trơn. Em Dư Cường rất là vui mừng nhận được những cái thông tin này, thì em rất là vô cùng là sung sướng, là tại vì tất cả anh chị em đều vui, mà tất cả anh chị em trên Facebook cũng đều thưởng thức một cái chương trình văn nghệ cũng rất là hoàn hảo. Đó là điều mong ước của em. Và sau đây xin mời nam ca sĩ Hồng Vinh trở lại sân khấu với nhạc phẩm yêu cầu của tất cả quý anh chị ạ. Sớm mai thương dân nhìn quanh mộng mình, ngoài hiên nắng lẻ đang chim dần mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hạ sương lìa cành, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cô tình bông tan bình minh, đường xưa qua lối tình dối người mang, tình duyên trăm mối một kiếp đã đoạn. Trong chớp ngổn ngang còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa khuya tối. Nhìn quanh một mình, đường đi không tới, tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Trong chân ngọn còn bao lâu nữa khi ta ban đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho
nhìn quanh một mình, đường đi không tới, tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Ra cái nhạc phẩm để nhớ một thời ta đã yêu, Mộng Thúy nói đáp liền, có yêu bao giờ chưa? Họ bên nói yêu nhiều rồi, khổ nhiều rồi, nhưng bây giờ thôi kệ, chơi luôn, làm thử thà lỗ còn hơn bị khổ phải không? Thà khổ còn hơn bị lỗ. Yêu nhiều lắm, thành thử khổ nhiều lắm, thành thử cũng biết bà biết chị ở đời người ta nói á, yêu về mình cứ yêu, yêu rồi thì lộn, yêu rồi thì cuộc đời sẽ lên hương, không không quý vị đã rồi đó, chị Thúy chơi em rồi, suy nghĩ gì vậy Thúy? Em bất mãn em sợ quá, trái tim của Nguyên anh lùng lô cùng lúc với cha. Lên đây, lên đây, lên đây. Sao ngồi dưới đó mà. Rồi, xin mời quý chị thưởng thức nhạc phẩm để nhớ một thời ta đã yêu do nam ca sĩ Hoàng Vinh sẽ gửi đến cho tất cả quý chị. Em Di Cương xin kính chúc tất cả quý chị ngày cuối tuần nhiều vui vẻ, tràn đầy niềm vui nha quý chị. Trong tầm với đã không tìm tới khi vắng em trong đời, tìm đến chân trời mới vẫn thương một người giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tin yêu sang vỡ, rồi thời gian gió mờ mai vô tình đến bao giờ, nhưng xa hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã, biết bao nghiệt ngã, số khốn ta mệt mỏi. Một bước chân trượt ngã, đã trôi thân dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó, mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó, cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để